tổng hợp những chúa hề ngoài đời thực khiến người xem không nhịn được cười. Chị gái đầm trắng thướt tha bước vô siêu thị. Ủa sao không thấy nút mở cửa ta? Rồi sao mà vô trong đây? Bà đứng xào quằn một hơi làm các bà chị đằng sau cũng bối rối. Thấy vậy anh trai bên trong chạy ra, cửa đang mở mà vô đi má. Ủa vậy hả, ai biết? Tưởng đâu kính này lau sạch dữ vậy chứ. Tính nói nó quê một cục luôn này trời. Tiếp theo là tình huống chiếc xe tải leo dốc chở theo chiếc xe con ôm cua cực gắt và cái cớ. Tài xế tung cửa dí theo chiếc xe con, may quá mày đây rồi. Đang dắt em xe tải lại đón thì bất ngờ xe tải cũng theo đà lao xuống dốc. Ủi bà, nó vô chiếc xe con. Anh trai lật đật chạy ra phía trước leo dội lên cabin thắng xe cái ké. Hên quá xe dừng lại rồi, nhưng chắc sự nghiệp của anh cũng dừng lại tại đây luôn quá. Anh trai đứng check-in khách sạn giữa giữa thì trời ơi. Cũng giơ tay chụp mà hộp bà nó mất. Xong còn né né kiểu ủa ai biết đâu, tự nhiên nó gớt á chứ không phải cho tôi. Anh đứng hình nhìn trống đổ nát. Ông bạn kế bên cho mày chừa cái tật mê tám với gái nhà con. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tình Bà Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.